Thank you.
quán quân cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Tâm Lộc Phát 2023. Ai sẽ là người giành một trong các danh hiệu Hoa hậu Quý Bà Tài năng, Hoa hậu Quý Bà có gương mặt khả ái, Hoa hậu Quý Bà ứng xử xuất sắc nhất, Hoa hậu Quý Bà mặc áo dài đẹp nhất và rất nhiều giải thưởng danh hiệu khác nữa. Thay mặt cho du lịch Hoàng Anh Việt Nam, xin chúc tất cả các thí sinh sẽ thể hiện tốt được bản lĩnh, được kỹ năng cũng như thể hiện được tài năng của mình để xứng danh với vương miện Hoa hậu Quý Bà Tâm Lộc Phát năm 2023. Và Duy vẫn rất là mong rằng ngày hôm nay thì các chị các cô sẽ thực sự tỏa sáng trong đêm chung kết này. Chúc 20 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất. Xin chúc tất cả thí sinh mà chúng ta thực sự là ai cũng mang lại được một cái kết quả rất là tốt và cái giá trị, và ai cũng mang lại một cái ấn tượng nhất. Thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc cho tất cả 20 thí sinh đã lọt vào trong đêm chung kết ngày hôm nay sẽ thực sự tỏa sáng và sẽ là những nhân tố vô cùng quan trọng để kiến tạo cho cái sự thành công cho cái năm đầu tiên mà công ty chúng tôi tổ chức chương trình, đó là thi hậu Quý Bà của tổng công ty Tân Hoàng Phát. Hãy cùng chờ đón sự tỏa sáng của 20 thí sinh trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Tâm Lộc Phát 2023. Ngay lúc này, mời quý vị cùng hướng về sân khấu để đón chờ những phần thi xuất sắc nhất, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp, tài năng và trí tuệ của các thí sinh trong vòng chung kết Hoa hậu Quý Bà Tâm Lộc Phát 2023.